sư Thích Ca Mâu Ni Phật đào tràng chùa Pháp Quang tu lần này nữa lần thứ ba phải không à, ba lần trước quý phật tử có nghe pháp không? À, ba lần trước vô đây tu thôi chứ chưa có học phải không à, đây là lần đầu tiên để học À, hồi nãy đó, đại diện phật tử à, thỉnh pháp đó à, chú phật tử đó bạch là thượng tọa là được rồi sư cô sửa chi tới hòa thượng vậy nó gần đất xa trời lắm hiểu không kêu thượng tọa cho nó còn sống lâu lâu một chút lên hòa thượng cái nó sắp sửa lên bàn đó à, ra hồi nãy chú phật tử đó bạch thượng tọa là được rồi đừng có nói đừng có dùng tới cái chữ hòa thượng nữa nghe nó già quá đi rồi cái nghe nó tự nhiên muốn lượm cụm muốn chống gậy rồi mình đến mình làm pháp sư mình giảng đạo cho phật tử nghe thì phải nói trẻ một chút phải không quý phật tử à, những già quá nghe nó không hay cái miếng nào hết rồi chú phật tử nói á, ở đây là dùng xa xôi hẻo lánh thầy thấy nó có xa thiệt chứ nó không có xôi hẻo chứ không có lánh thấy không nếu mà cái dùng này mà nó lánh thì không ai tới đây đâu cho nên nó đừng có dùng cái từ xa xôi hẻo lánh nó quý Phật tử rồi, à. nơi nào có Phật, nơi đó có tất cả những người con Phật. Bây giờ đạo tràng pháp qua bữa nay nè, thầy nói ví dụ như chỉ có ba người ngồi nghe pháp thôi, cũng là một đạo tràng tốt rồi. Đừng có nói là chùa của con nghèo lắm, chùa thì không có nghèo có giàu, hiểu không? cái điều quan trọng ở đây là cái tâm của mình có nhớ phật hay không chứ không phải là chùa nghèo chùa giàu chùa cao chùa thấp gì hết cho nên buổi trưa hôm nay thầy xin gửi đến đạo tràng của chùa pháp quang chúng ta một đề tài được mang tên là chùa cao phật lớn phàm con người ai cũng nghĩ rằng chùa nào năm bảy tầng là chùa cao phải không ông phật nào mà thiệt là to thì gọi là phật lớn còn cái chùa nào mà ở ngoài thành phố đó, thì người ta nói chùa rất tốt còn chùa như ở trong đây đó gọi là chùa nằm ở dùng biên địa xa xôi dùng xa dùng sâu phải không người tu cần phải ở dùng xa người tu cần phải ở dùng sâu dùng cạn quá tu không nổi biết không quý phật tử cho nên ở đây thầy muốn nói với quý phật tử một điều để cho chúng ta hiểu trên đoạn đường về phật của mình ở trong đạo tràng này chỉ cần một người phật tử mặc áo tràng lam ăn chai trường biết tụng kinh niệm phật đó là đạo tràng rồi chỉ cần một người thôi đức phật nói ví dụ như có một người nào đó nói rằng là tất cả chúng sinh tụ hợp rất là đông để lễ phật nhưng mà những người đó không nhớ phật người đời gọi là đông nhưng mà như lai gọi là không có một người nào cả nhưng có một đạo tràng rất là ít rất là thưa thớt không có chúng sinh nào đến đây lễ ít có chúng sinh nào đến đây lễ bái chỉ có một vài người thành tâm đến đây Để mà tưởng nhớ đến Như Lai Người đời cho rằng chùa đó ít Phật tử Nhưng mà Như Lai nói rằng chùa đó rất đông Phật tử Hiểu không? Cho nên ở đây mình đừng có những cái tự ti mặc cảm Là chùa của mình ở vùng xa, vùng sâu Hẻo lánh xa xôi Người chùa của mình nghèo không có Thật sự ra cái nghèo trong đạo là bần cùng vô phước huệ Cái người mà vào trong đạo mình đó mà không biết làm phước Không biết tu huệ Thì người đó mới nghèo thôi Người con Phật không phải nghèo Không phải giàu bằng tiền Không có tính bằng tiền Mà tính bằng đạo đức Cái bà nó bà giàu Thiệt là giàu Mà sống không có đạo đức Vẫn nghèo như thường Cái Phật tử hiểu chưa cho nên mình nghèo không thành vấn đề Cái nghèo của Trần gian không có quan trọng Cái nghèo của tục lụy không có quan trọng Mà quan trọng là cái giàu của mình Trong đạo đức Đó mới gọi là giàu đó cho nên hôm nay đạo tràng của mình tuy ngồi có bao nhiêu nhưng mà thầy thấy rõ ràng phật tử của mình rất là giàu hiểu không rất là giàu có rồi biết lắng lòng và biết nhín nhín chút thì giờ quý báo biết đến đây để tưởng nhớ đến phật đó gọi là một phật tử rất là giàu lòng giàu lòng tự bi thấy không vậy thì mình giàu tự bi còn hơn giàu tiền quý phật tử à, giàu tiền nó sanh tật nhiều lắm hiểu không con ma nó ghê gớm lắm nó đợi quý Phật tử quy y tam bảo rồi Cái bắt đầu nó cho dân ma của nó đến phá Nó thấy người nào mà nghèo Cái bắt đầu nó cho trúng số liền Hồi đó tới giờ chưa quy y tam bảo Vừa quy y xong là trúng số liền Khi mà cái người chưa quy y tam bảo Họ nhớ chùa, nhớ chiền, nhớ bạn bè Nhớ bạn đạo, nhớ Phật nhiều lắm Ngày nào họ cũng đến đây họ tu hết Nhưng mà khi họ trúng số rồi Cái bắt đầu con ma nó nhập vào trong tâm Nó thì thầm bên lỗ tai Hồi đó tới giờ mày nghèo mày chưa có biết cái gì hết đó Mày chưa có đi vô làng nướng Mày chưa có đi vô chỗ này chưa vô chỗ kia Thôi bây giờ trúng số rồi mày đi đi Thì từ một người Phật tử thuần thành ăn chay trường giữ giới Bây giờ đi vào trong sòng bạc đi chơi đánh bài đi nhậu đi nhạc Tối ngày mất đi cái phẩm chất thiên liêng của người con Phật Thì quý Phật tử thấy không Cái tiền nó không phải là giàu Mà cái tiền nó chính là tên sát thủ Mà nó giết chết chúng ta một cách thầm lặng thầm lặng thầm lặng Từng giây từng phút cho nên cái người nào mà có dòng có cái lòng đạo đức, có cái lòng từ bi rồi thì người đó quý Phật tử ơi, có tiền không sợ. Nhưng mà chỉ sợ cái người đó cái lòng từ bi nó còn yếu quá rồi đạo đức của mình nó còn trong trên quá thì tiền nhiều chừng nào quý Phật tử ơi, mình tội lỗi nhiều chừng đấy. Thấy không? Rồi đó giờ mày không có tiền cho nên mày ăn uống kham khổ lắm. Bây giờ mày có tiền rồi mày ăn cho nó hơi sung sướng chút đi. Ở đó giờ chưa có biết ăn gà ăn vịt gì thì giờ mua về ăn đó bây giờ đó thịt thỏ người ta bán đó mua ăn đi ăn cho biết với người ta đó ăn thịt bò thịt trâu đi rồi vô gừng mày mua thịt gấu về mày ăn đi cái đó từ từ nó làm cho con người không còn là người phật tử nữa nó biến chất chúng ta hoàn toàn nó quý phật tử thấy không cho nên ở đây thầy muốn nói ngôi chùa của mình ông phật của mình ở đây không phải là ngôi chùa này và không phải đức phật này Quý Phật tử nhớ nghe Ở đây sư cô trụ trì là tên gì? Tên Nhật Hòa Phải không? Quý Phật tử quy y sư cô phải không? Ừ, cô Nhật Hòa là cái cô trụ trì ở đây Thì cô trụ trì ở đây chính là chùa của quý Phật tử đó Hiểu không? Cái thể xác, cái thân thể của một người tu là chùa Trái tim của người tu là Phật Hiểu không? Cho nên cái chùa của mình mặc dù ở trong đây nó nhỏ nè quý Phật tử Mình đó cái chùa của con chùa con thấp Phật con nhỏ Mình thấy cái chùa này thấp Ông Phật của mình nhỏ phải không? Nhưng sai rồi Một sư cô, một sư cô, một thân hình như thế Nhưng mà không có thấp Mà sư cô có một tâm hồn cao thượng Đó là ngôi chùa cao của quý Phật tử rồi đó Để cho quý Phật tử nương tựa Hiểu không? Còn trái tim của cô không phải là trái tim nhỏ Mà là trái tim to lớn Trái tim mà biết sống ở đây Biết dừng chân ở đây Biết vượt qua nỗi khổ ở đây Để đưa tay tiếp dẫn quý Phật tử về đạo tràng này Đó là cái trái tim Trái tim lớn hay trái tim nhỏ Trái tim lớn phải không Thì sư cô của mình trụ trì ở đây Chính là ngôi chùa cao Phật lớn rồi Quý Phật tử ơi Đừng có nhìn cái chùa bên ngoài làm gì Hiểu không? cái chùa bên ngoài này nhân duyên nếu mà quý phật tử mỗi một người mỗi một ngày bỏ cái ống công đức ở đây thầy nói cho quý phật tử nghe muốn cái chùa này lớn dễ lắm mà muốn cái tâm hồn lớn thì nó khó thôi còn cái chùa này muốn lớn bao nhiêu không được phật muốn lớn bao nhiêu mà không được chúng ta có tiền là chúng ta thỉnh phật lớn rồi đúng không chúng ta có tiền chúng ta xây dựng chùa lớn rồi nhưng mà tiền không làm cho tâm hồn con lớn được tiền không làm cho tâm hồn con cao cả được Biết không quý Phật tử Cho nên ở đây Sư Cô về đây Cái miếng đất này là miếng đất quang Miếng đất rừng Mới có hai mươi mấy tuổi đầu Sư Cô mình đã bước chân về đây Lúc đó nhà dân ở đây thưa thớt Mà nãy Phật tử nói rõ ràng phải không Nhưng mà dám bước chân về đây Dám sống một mình ở đây Rồi dám cải tạo dùng đất này Và rồi tiếp tục xây dựng được ngôi chùa như thế này Đó Sư Cô mình chính là Một ngôi chùa Một ngôi chùa cao Trái tim của Sư Cô là một Đức Phật lớn Hiểu không cái đó mới là điều quan trọng quý phật tử à cho nên đó có nhiều chỗ đó phật tử nó giàu có rồi nó bỏ tiền ra nó cất cái chùa thiệt là cao lên thiệt là lớn lên thỉnh ông phật thiệt là to đi về thờ nhưng mà trong lòng của nó có một chút gì nhớ phật đâu cái điều quan trọng quý phật tử đến đây nè tâm của mình không còn thấp thổi nữa tâm của mình không còn có những cái mà gọi là cái ham hố bình thường của tục lụy nữa, tâm của mình phải làm sao nó cao cả hơn, hiểu không? Tâm của mình nó vượt lên trên hơn, vượt lên chính mình nhiều hơn thì tâm hồn của mình chính là cao rồi đó, tâm của mình, thân của mình chính là một đức Phật. Trái tim của mình luôn luôn lúc nào cũng rộng lớn cũng mênh mông hết quý Phật tử à, đừng có hẹp hòi, đừng có ích kỷ nữa là trong ta đã có đức Phật lớn rồi. Hiểu không? Còn bây giờ vô trong cái chùa thiệt là lớn Mà tối ngày gây lộn với nhau hoài Thì trái tim mình quá nhỏ Thấy không Còn ngồi ở đây quý Phật tử ơi Phật tử đông hay Phật tử không đông Cái chuyện đó không quan trọng Đông Ngồi cả ngàn người Mà nó chia ra năm bảy phe năm bảy phái Thì có đông không Nó vô nó đông mà nó chia ra Mình chơi với nhóm mình Sớm đó chơi với riêng với sớm đó ở thành phố là như vậy ở ờ, cái xóm này nào cái xóm này nghèo chơi với nhau xóm này dân buôn bán chơi với nhau còn mình dân tiệm vàng mình chơi riêng với nhau thì như vậy cái chùa đông nhưng mà quý phật tử ơi nó có đông đâu phải không nó manh mún hết chứ có đông đâu còn bây giờ quý phật tử tuy là ngồi ở trong đây người ta nhìn vô người ta nói đạo tràng của mình ít quá nhưng mà rõ ràng lòng của mình luôn nhớ phật luôn tưởng nhớ phật luôn xích lại gần nhau rồi mỗi một phật tử gì đó chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương đó là đông rồi hiểu không bao nhiêu đã quá đông rồi quý phật tử à đâu có cần cái gì mà ngồi phải bích dịch vậy chứ cho nó mệt vậy mình làm sao mà lòng của mình luôn tưởng nhớ phật mình đi đến đây mà lòng của mình phấn chấn, mình quan hỷ, mình đến đây luôn luôn lúc nào tâm của mình rào rạc yêu thương hết thì là phật tử đã đông rồi hiểu không? đó còn đến đây đó thì quý phật tử ơi cứ tu đi, đừng có mong cầu chùa cao phật lớn theo cái vẻ bên ngoài nữa và làm sao cho tâm hồn ta cao và trái tim ta rộng lớn là được hiểu không? được chưa? tâm hồn mình cao và trái tim mình lớn là được rồi. đó là chùa cao phật lớn đó quý phật tử, mình tu như vậy mới được nó mình tu mà mình phải hiểu rõ cụ thể từng bước từng bước để mình đến chùa, mình vô trong đây mình làm cái gì? còn có nhiều người đi vô chùa mà không biết vô để làm cái gì, mặc áo lam vô đây để làm chi, ăn chay để làm cái gì, tụng kinh có lợi ích gì hay không, không biết gì hết. tới bây giờ quý Phật tử nhiều khi mặc áo tràng lam vô không biết nó là cái gì luôn. cho nên cái người mà con của Phật mình tu mà mình muốn cho tâm hồn mình cao Và trái tim của mình lớn Quý Phật tử ơi mình phải hiểu Chiếc áo tràng lam của chúng ta mang ý nghĩa gì Chiếc áo tràng lam Đạo Phật là đạo yêu thương Đức Phật là đấng yêu thương Mẹ quan Âm là Bồ Tát là mẹ yêu thương Hiểu không Chiếc áo tràng lam quý Phật tử đang mặc đó Là cái trang phục của yêu thương Mình mặc vào trong con người của mình Để rồi mình trở thành một sứ giả của yêu thương mà nhiệm vụ của chúng ta đến đây tu là yêu thương Chứ không có làm cái gì cả Quý Phật tử đi phóng sanh để để hoàn tất yêu thương Mình đi từ thiện, mình cứu trợ đồng bào lũ lụt để yêu thương Mình ngồi mình đọc kinh để yêu thương Mình lần chuỗi làm gì để yêu thương Ăn chay làm gì để yêu thương Rồi mình đến đây mình tu một ngày để làm cái gì để kết nối yêu thương Hiểu không? Cho nên tu là gì? Là hoàn tất yêu thương cái điều mà tất cả chúng ta mà sanh ra chốn này đó mà từ xưa tới bây giờ đó mình chưa có hiểu nó bởi vì mình sinh ra cái chốn này là cái chốn mà nó sanh ra biết bao nhiêu cái chuyện ganh tị hơn thua phải quấy rồi có thể họ đạp lên đầu nhau để sống họ giết nhau để họ sống với phật tử à họ số bộ số bộn dữ lắm quý phật tử ơi cầm cái súng bắn giết thằng đó lấy tiền lấy cái dao cắt cổ người kia để lấy tiền Quý Phật tử ơi họ đánh đập nhau để mà họ giật dọc lẫn nhau Họ không màng đến mạng sống của nhau Hiểu không Cho nên cái xã hội này là cái xã hội chết cho nên người nào mà sống bằng cái cái sự đau khổ của người ta tức là chết Từ khi quý Phật tử chưa phát tâm đó Cái mạng của mình, cái mạng sống của mình Mình sống bằng sự sống của kẻ khác Cho nên có một lần Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề Tự nhiên Đức Phật thốt lên rằng Ôi sự sống sống bằng sự chết Hiểu không? Rõ ràng quý Phật tử hồi mình chưa ăn chay trường Có phải là sự sống của mình sống bằng sự chết không Bây giờ mình ăn cơm mình ăn với cái gì hồi xưa Kho cá ăn phải không Kho một nồi vậy đó chứ đâu kho ít đâu Kho một ơ một chảo vậy đó Nhà nghèo mà mua cá nhỏ nhỏ về kho con lần một nồi vậy đó. Có phải sự sống của mình đang sống bằng sự chết không rồi mần gà, rồi mần vịt cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt quý Phật tử ơi, rồi hai cái chân của mình đạp lên cái chân của con gà. Thấy không? Rồi cái tay của mình bẻ cổ con gà. Rồi cái tay bên đây đó mình cầm cái dao mình nhổ lông cổ con gà, rồi mình không cho nó dậy dụa bóp họng nó không cho nó la nữa. Trong khi nó đau đớn nó la Nó nói bà hai ơi đừng cắt cổ con bà hơi Đừng cắt cổ con Nhưng mà mình bóp họng nó rồi mình cắt cổ nó Để cho máu cổ nó chảy ra Để rồi âm thanh từ trong cổ họng của nó không thuốc lên được Để rồi từ âm thanh trong cái miệng của nó Nó gian sinh nài nỉ mình đó Âm thanh đó nó chuyển quá ra Thành từng cái thớ thịt nó rung lên Có phải là sự sống mình đang sống bằng sự chết không cho nên quý Phật tử ơi, cái thế gian của mình đang sống nè, mà mình gọi là sự sống, thật sự nó là một cái thế giới chết. Mình không còn biết yêu thương nhau là thế giới của mình hoàn toàn chết, đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử ơi, mình tu nên mình phải làm sao? Mình là người còn sống để ngồi nghe pháp nha. Chứ người chết mà ngồi nghe pháp, ngồi ngồi ngủ hết. Nãy giờ có có ngủ được miếng nào không? Đáng lẽ 2 giờ mới nghe Pháp Mới một rưỡi bắt thức dậy ngồi nghe Pháp rồi Một Phật có ngủ được chút mà chưa thẳng giấc Hiểu không? Rồi ngồi ngồi nghe cái bắt đầu quý Phật tử ngủ sạch luôn đó Mà người nào mà ngủ Tức là mình là cái xác sống đang ngồi nghe Pháp Chứ mình không phải là một người có sự sống Một sự sống chân chính Cho nên tất cả chúng ta đó Sợ dĩ chúng ta cứ ngủ hoài Mà quý Phật tử đâu có biết ngủ là gì Là người anh em sanh đôi với cái chết đâu cho nên người nào ngủ nhiều có nghĩa là mình đã đi gần đến cái chết nhiều thôi. Cho nên tại sao Đức Thế Tôn ít ngủ bởi vì ngài là sự sống. Cho nên Đức Phật cứ cứ thức không? Ngài là sự sống mà còn mình mình cứ ngủ hoài. Mình ngủ thiệt là lâu rồi đó quý Phật tử à. 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ để làm cái gì? Mô Phật con ngủ. Phải không? 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ để con ngủ rồi con mở mắt chào đời một tháng đầu tiên con nhắm mắt suốt luôn, con cũng tiếp tục ngủ bú rồi ngủ bú người ngủ làm làm liên tục như vậy thấy không rồi lớn lên cũng ngủ đó. kêu thức dậy đi học là khóc tùm lum hết cứ ngủ hoài phải không quý phật tử rồi bây giờ ngồi nghe pháp cũng ngủ nữa nè đó. vậy đó mà ta ngủ quýnh bài ngồi tỉnh lắm không thèm ngủ mà kêu ngồi nghe pháp cái ngủ mà giờ bốn bà ngồi quýnh bài tư sắc không bà nào ngủ hết từ sáng cho tới tối tối thức tới sáng quýnh hoài không ngủ là không ngủ không thèm ăn luôn cũng không đói nữa Tại sao quýnh bài không ngủ Dạ mô Phật con ngủ là con đứt chến liền Để con ngủ là con hết vốn liền Cho nên quýnh bài không dám ngủ Mà ngồi nghe Pháp ngủ hoài luôn Nó gọi tới chừng chết vậy đó Cô không dám nói chết Kêu con cháu mày đừng có ghi trong mấy cái mộ bia Mày đừng có cáo phó mày nói tao chết nghe thấy ghê quá Mẹ tôi đã đi vào giấc ngủ muôn đời Cũng ngủ nữa Thấy không Luôn luôn lúc nào cũng ngủ Và bây giờ cái ngủ này nó trở thành một cái tật rất là lớn của chúng ta Mà chính cái ngủ này mà nó làm cho Dù cho chùa cao Phật lớn cũng trở nên thấp bé à, Bây giờ mình tu mà trong cái chùa cao Thiệt là lớn, thiệt là rộng, thiệt là mênh mông Nhưng mà ông Phật thiệt là to Nhưng mà tối ngày lên trên đó ngủ không Rồi làm sao Thì cái chùa cao, cái Phật lớn Nó cũng không có bao giờ thành cái giá trị tốt cho mình Hiểu không quý Phật tử Còn cái chùa này tuy rằng là nó thấp Đức Phật mình nó nhỏ nhưng mà lòng của quý phật tử to cái tâm của mình nó cao mênh mông mình không thèm ngủ mình hoàn toàn khống chế cái ngủ của mình mình vượt lên tất cả những nỗi khổ của mình phải không ở đây có ai cúng gạo cho sư cô không có không mô phật bây giờ mới có cúng chứ hồi đó cũng ít lắm phải không tại vì con không có đủ gạo con ăn lấy gạo đâu con cúng cho sư cô phải không tội nghiệp sư cô không cho nên quý Phật tử nên nhớ rằng Cái chỗ mà quý Phật tử đang ngồi là từ cổng chùa đi vào trong đây Từng bước chân của quý Phật tử Mình đã từng dẫm lên không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của sư cô ở đây Hiểu không? Một sư cô còn trẻ mà dám bước chân đến đây Để mà nhận một cái miếng đất nho nhỏ, nhỏ như vậy thôi Phải không? Một, một miếng đất để mà cất nhà thôi Cất được cái chánh điện này Rồi nhờ một Phật tử nào ở Bình Thạnh Sài Gòn đó Rồi cái giúp đỡ cho xây được cái chánh điện nho nhỏ như vậy Mặc dù xây chánh điện nhỏ nhưng mà tâm hồn rất to Phải không quý Phật tử Đúng không Tán tháng sư cô mình đi Cho nên cái điều mà tất cả chúng ta đều quên hết Mình đi từ cổng chùa mình vô trong đây Mình tu mình ngồi mình ăn cơm Mà quý Phật tử ơi đâu có biết dưới bàn chân của mình Từng bước chân đi đó giấu Cái dấu mồ hôi của sư cô vẫn còn Hiểu không? Chỗ nào cũng vậy hết Đây nè đó, chỗ này chỗ kia tùm lum hết Hồi đó cỏ rác không, cây cối rậm rạp Bây giờ nó thành khoảnh như thế này Thì biết bao nhiêu nước mắt và mồ hôi đã đổ xuống Quý Phật tử đang ngồi trong đây mình hít thở như thế Thì ở trong không gian này, trong cái làn gió này Cũng có hơi thở của sư cô mình gần mười mấy năm Mười bốn năm đó quý Phật tử Từ 2003, phải không? Đúng không quý Phật tử? Từ 2003 mà cho tới bây giờ 2017 rồi Thì quý Phật tử thấy mười bốn năm bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu hơi thở ở đây Bao nhiêu? Đủ là chùa cao Phật lớn chưa? Đủ chưa? Quá đủ. Đó, đừng có đi tìm cái chùa cao Phật lớn làm cái gì nữa quý Phật tử à. Cái quan trọng ở đây mình tu làm sao cho đúng đường, đó là chùa cao. Mình tu mà làm sao mà mình trang trải trái tim của mình đến trái tim của người khác, đó là Phật lớn của mình. Đó, còn mấy cái kia nó tàn tạ rồi nó sẽ sụp đổ theo thời gian thôi. Hiểu không? Chùa nó cao nhưng mà thời gian cũng làm hư sụp. Ông Phật to rồi thời gian cũng làm cho ông Phật nó cũng một mục rã thôi Nhưng trái tim của người con Phật không bao giờ bị một Cái tâm hồn cao thượng của một người con Phật không bao giờ bị các bụi của cuộc đời nó làm cho Cho hoại đi Cho nên Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải cố gắng phải hiểu rõ đàng hoàng Chiếc áo tràng lam của mình chính là một người bạn đồng hành Đang từng bước từng bước đi chung với mình trên đoạn đường về Phật Hiểu không quý Phật tử? Quý Phật tử có đi chung với Phật không? Có không? Thật sự ra đó quý Phật tử ơi Mình nói là mình đi chung với Phật Có nghĩa là mình đến đây là mình đi chung với Phật Nhưng mà rõ ràng Mình chừng nào bước chân vào trong đạo tràng này Ngồi tu thì đi chung với Phật Còn về nhà không có đi chung với Phật Hiểu không Mình về nhà người ta chửi mình Mình có chửi lại không Mô Phật dạ có Nó thương con con thương lại Nó chửi con con xin phép Phật Con nghĩ tu con chửi lộn với nó Thấy không Vậy thì làm sao mình đi chung với Phật được quý Phật tử Cho nên đi chung với Phật có nghĩa là Cho dù ở đây hay ở nhà của mình Cho dù trong đạo tràng hay giữa chợ đời Tất cả chúng ta đều phải đi chung với Phật Bước chân trái tới Bạch Đức Thế Tôn con đang đến Bước chân phải tới Bạch Đức Thế Tôn con đã về có nghĩa là mình đi ở nhà mình hay mình đi đến chùa mình bước từng bước chân của mình mình nói thầm trong tâm của mình bạch đức thế tôn con đang đến bạch đức thế tôn con đã về bạch đức thế tôn con đang đến bạch đức thế tôn con đã về thì dấu chân của mình mới đặt vào trong dấu chân của phật hiểu không còn đằng này đó đi vô trong chùa có hai người mặc áo tràng lam từ ở ngoài quẹo vô cổng chùa hai bà vừa đi vừa hỏi bữa nay giàn sụt hay là lên vậy chị có đi chung với phật không hay là đi chung với vàng đô bữa nay sụt phải không chị đô mỹ lúc này sụt rồi đô út hơi lên thí dụ vậy quý phật tử ơi mình tu mà mình không nhớ phật mình nhớ đô út với đô mỹ không nhớ vàng nhớ cẩm thạch được không rồi làm sao đây vậy thì chúng ta có đi chung với phật hay không hãy hỏi lại lòng mình hiểu không quý phật tử cho nên nó có đôi khi quý phật tử mình tu mà cái sơ đẳng nhất mình hoàn toàn mình đánh mất mà đánh mất cái sơ đẳng đó thì mãi mãi không bao giờ có chiếc chìa khóa để mở cửa nhà của Phật. Đạo tràng Chùa Pháp Quang còn giữ trong mình cái chìa khóa không? Còn giữ không? Dạ mô Phật con đâu có biết chìa khóa nào đâu mà thầy hỏi. Không biết miếng chìa khóa nào đâu, phải không? Có không có chìa khóa không? Con không biết luôn. Nữa. Tới bây giờ con còn không biết chiếc chìa khóa để con mở cánh cửa nhà của Phật. Rồi bây giờ con xin về Phật để làm gì? Mô Phật bà Đức Thế Tôn con tu Con cầu nguyện con được giảng sanh về thế giới của Phật Mà con về tới đó rồi Mà cái, cái chìa khóa con không có Làm sao con mở cánh cửa để con đi vô nhà Phật đây Không lẽ tới đó đứng ngoài cửa ngồi hoài Cho nên cái người con của Phật tu Cái sơ đẳng nhất quý Phật tử gà Mà mình không bao giờ có Không phải là không có Mà mình quên đi Nụ cười nụ cười là chiếc chìa khóa nó quý phật tử hiểu không ở đây thầy cho quý phật tử hay quý phật tử tu mà cười với nhau hoài là mình đang chùa cao phật lớn đó còn ở chùa cao phật lớn mà gặp nhau mà sụ với nhau hoài là chùa thấp phật nhỏ đó hiểu không đạo tràng của mình có cười với nhau không có không mới nghe cười mới thấy cười đây thôi nãy đi vô thầy đi vô thầy xuống xe thầy thấy đi ra người nào người nấy cứ hầm hầm gì hoài Hòa Thượng Quyền Diệu Ông nói lợi đạo tràng đó Khỏi cần hỏi Phật tử tu Pháp môn nào Chỉ cần thấy cái mặt quý Phật tử tươi Là biết tu đúng đường rồi Còn vô trong bếp mà thấy mấy bà cứ hầm hầm với nhau hoài Là biết tu trật đường rồi Thấy không Đạo tràng của mình phải làm sao cười mới được Cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi hiểu không quý phật tử cái môi mình mà cứ cứ bậm lại hoài cứ bấm bậm cái môi lại hoài là mất chìa khóa rồi cho nên nụ cười chính là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi nụ cười chính là chiếc chìa khóa mở cửa cái trái tim của mình người nào mà không có nụ cười trái tim của mình cứ đóng cổng hoài luôn mà trái tim đóng cổng thì muôn ngàn đức phật cũng không vào trong đó được hiểu không cho nên nụ cười chính là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tình người Quý Phật tử hai người dẫn nhau đóng cửa cái rầm không thèm nhìn mặt nhau Nhưng mà cười với nhau là mở cửa rồi, hiểu không? Hai người cười với nhau, đủ cười chính là chiếc chìa khóa mở cửa tình người Cười là quề, cười là hai bên mở cửa để nhìn nhau rồi Và cuối cùng nụ cười cũng chính là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật Cho nên Đức Phật Di Lặc cười hoài, quý Phật tử thấy không? Chùa của mình có thờ Phật Di Lặc không? Ông cười hoài tức là ông còn chìa khóa Còn mình sụ hoài là mình mất chìa khóa Hiểu không quý Phật tử Ừ. Cho nên gặp nhau cứ cười đi quý Phật tử Cười nó không tốn tình mua Mà người nào cười nhiều trẻ nhiều Người nào mà ít cười thì mau già Cho nên người nào cười không bao giờ bị bệnh Thầy nói thật luôn đó Vì một nụ cười nó có thể trị lành Gần 50% căn bệnh của con người Nụ cười Cho nên cái người bị bệnh nặng mà cười nhiều Thì bệnh nó từ từ nó thiên giảm Vì nụ cười chính là sản phẩm của tình yêu Hiểu không quý Phật tử Nụ cười chính là sản phẩm của tình yêu Thầy dùng cái chữ tình yêu đây có nghĩa là lòng tự bi của Phật đó Tình yêu ở đây có nghĩa là mình biết yêu thương cỏ cây hoa lá Biết yêu thương muôn loài côn trùng Cho nên có một nhà sư Nhật Bản Thầy kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện Đưa vào trong bệnh viện bác sĩ nói Xa sư ơi Con thông báo cho sư nghe sư bị ung thư rồi Không cứu được đâu 6 tháng nữa thì có thể là đi theo Phật đó thì nhà sư thấy mình còn có 6 tháng thôi cho nên rồi kệ nó Sống ngày nào cho nó đáng sống ngày đó Thì nhà sư mới về mới hỏi một vị thầy của mình Vị thầy đó ở trong núi là 103 tuổi Thì nhà sư bảy mươi mấy này Bảy mươi mấy tuổi này vô đảnh lễ thầy của mình Con bị bệnh Bác sĩ nói rằng là con sống có 6 tháng thôi Thì bây giờ con chỉ mong rằng là Không cần cho nó sống thêm nữa Nhưng mà làm sao cho 6 tháng này Con hoàn toàn sống để cho nó đủ nghĩa của nó thì lúc bấy giờ vị hòa thượng già mới nói rằng là Con về con hãy yêu thương mọi người Hãy trang trải tình yêu đi con Thì nhà sư này đi về quý Phật tử ơi Ngày nào cũng ra tưới cây Rồi nói chuyện với cây hết Thấy một chiếc lá vàng là nhà sư cũng hái nó xuống Sửa soạn cho chiếc lá Thấy con kiến bổ kiến nó rớt xuống dòng sông Cũng ngồi vớt từng con lên Yêu thương tất cả mọi thứ vậy đó Rồi thấy ai khốn khổ cho hết Quý Phật tử giúp đỡ mọi người Và đặt trường hợp đặt tâm trạng của mình vào trong tâm trạng của người ta Và nhà sư luôn luôn lúc nào cũng nói thầm trong tâm của mình một câu thôi Cái gì mình không muốn thì đừng mang đến cho người khác Hiểu không? 6 tháng sau đi khám bệnh lại bác sĩ sững sờ khối u bắt đầu nó còn nhỏ xíu bằng cái ngón tay út thôi Thì quý Phật tử ơi đây là một chuyện thật ở bên Nhật thì quý Phật tử ơi sở dĩ mình bệnh Lý do đáng lẽ quý Phật tử bệnh ít Nhưng mà cái mình sụ nhiều quá cho nên bệnh nó càng nặng thêm cho nên quý Phật tử ơi Cái người nào mà bệnh đó mà người ta không lợi thăm Cái tự nhiên sụ một đống liền Có không Bây giờ bạn bè mình đông vậy nè Mà bây giờ nằm trong bệnh viện vậy đó Tôi bệnh ở đây vậy đó Ai cũng hay hết Tôi thông báo cho hay hết rồi Mà không ai lợi thăm tôi hết trơn luôn Quý Phật tử ơi mình bệnh mà chỉ cần mình buồn gì không có người thăm mình Tức là vô tình mình làm cho con bệnh nó nhiều hơn Buồn là gì? Là chất xúc tác để nuôi lớn di trùng và quy rút ở trong người của mình Cho nên đừng có buồn Cho nên quý Phật tử ơi mình buồn càng ngày mình rút xuống Lý do là tại vì sao vậy? Sức khỏe của mình nó bị nó bị chết vì cái buồn đó Cho nên cái người mà bị bệnh rồi mà buồn thì mau chết lắm Rồi cái người mà không bệnh mà buồn mau già lắm Quý Phật tử ơi mình tu mình cười đi cho mình trẻ lại một chút Phải không? Bây giờ quý Phật tử tu nè mình thấy đó Bắt trước sư cô của mình đi Sư cô mình tu tới giờ này Rồi quý Phật tử nhìn thấy sư cô mình có già miếng nào không? Có già không? Không thấy không? Tại vì sư cô tu mà sư cô không bao giờ buồn Đó. Khổ cũng không buồn Mà sung sướng cũng không mừng Cứ âm thầm, âm thầm bước từng bước chậm Nhưng mà chắc để về bên bến bờ của Phật Vậy thì mình cũng cố gắng mình đi theo dấu chân của sư cô Để rồi bàn chân của mình mới có thể đi theo dấu chân của Phật Bàn tay của mình mới nắm vào bàn tay của Phật được Quý Phật tử đừng bao giờ nghĩ lầm rằng Mình quy y tam bảo là mình nắm tay Phật Coi chừng đó quý Phật tử Cái đôi khi quy y tam bảo rồi Tụng kinh Phật rồi, niệm Phật rồi Đeo sâu chuỗi mặc áo tràng Mà vẫn nắm nắm cái bàn tay long lá của ma mà đi Hiểu không? Coi chừng nghe quý Phật tử Mình làm những điều nó trật Mình tưởng chừng như là làm chuyện của Phật Nhưng mà thật sự đó là chuyện của ma nó quá ra thôi Thầy nói ví dụ quý Phật tử đi phóng sanh Đạo tràng của mình có đi phóng sanh không? Có không? Ở đây Thầy khuyên quý Phật tử Người nào mà phóng sanh Mà thôi là cái hội phóng sanh Hùng tiền phóng sanh Gửi tiền đi phóng sanh Đó là việc làm mà ma nó quá Phật Ma nó giả dạng ra đó Cho nên đi phóng sanh Không có cái hội quý Phật tử à Đừng Không có gửi tiền một người Bởi vì sao vậy Có cái hội đâm ra rồi phóng sanh không thật lòng bữa nay tôi kẹt quá gửi 500 chị mua cá phóng sanh dùm tôi đi phóng sanh dùm là sai không có hiểu không chưa hiểu được hai từ phóng sanh cho nên mình tu mà mình không hiểu được hai từ phóng sanh thì không bao giờ có chùa cao phật lớn được quý phật tử hiểu không phóng sanh là gì là giải phóng cái sanh khởi niệm của chính mình trước đã cái tâm ích kỷ giải phóng cái ích kỷ đó đi thì mình giải phóng tức là mình đang phóng sanh cho cái tâm ích kỷ của mình trước cái đã mình đang nham hiểm thâm độc này kia mu mô xảo nguyệt giải phóng cái tâm đó trước đi mình đang mong cầu cao vọng muốn giàu hơn người ta muốn giỏi hơn người ta giải phóng cái đó đi hồi xưa quý phật tử ơi các vị tổ của mình giải phóng sanh nhưng mà rồi đó các vị mà tiền bối của mình có đôi khi hiểu chưa có tới có nghĩa là mày về mày phóng sanh chim đi nhưng mà cái nghĩa đen là đi phóng xanh con chim nhưng mà nghĩa bóng là gì phóng xanh cái cao vọng của mình bởi vì con chim mình đụng tới nó là nó bay lên liền tức là những cái cao vọng của mình bay dút bay dút bay dút không chịu thấp xuống cao hơn người ta thôi đi phóng xanh cái tâm ngã mạng của mình đi giải phóng cái tâm đó đi cái tâm xem thường người khác đi quý phật tử đạo tràng của mình cái tâm của mình còn xem thường người khác lắm cho dù tôi nghèo nhưng mà tôi vẫn xem thường người khác mình nghèo nhưng mà điều không ai xúc phạm được với mình hết. Phải không? quý Phật tử mình vẫn còn có cái tâm đó làm sao mà mình đi phóng sanh được. Cho nên muốn phóng sanh thì phải làm sao có đầy đủ cái đức phóng sanh cái đã. Muốn phóng sanh con cá, con cá nó gặp người nó lặn xuống sâu thì mình phải giải phóng được cái tâm sâu sâu độc của mình. Hiểu không? Tức là mình giận người ta mình để trong bụng mình chờ ngày mình tìm cách này, mình tìm cách kia, mình trả thù, mình 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 để cho mình hả giận. Giải phóng cái tâm đó đi, tức là đang phóng sanh cá. Còn cái tâm của mình cống cao ngã mạng tâm của mình muốn hơn người không chịu thua người, giải phóng cái tâm cống cao ngã mạn đó đi, gọi là phóng sanh chim đó. Còn bây giờ thả một ngàn con chim, mua chim về thả mà cái tâm cao giọng của mình, tâm mà hơn thua phải quấy, chú tử ơi mình phóng sanh như vậy không có ý nghĩa gì cả. Hiểu không? Cho nên quý Phật tử nên nhớ Mình phải hiểu cái từ phóng sanh cho nó đúng Đừng có cái hội phóng sanh Thứ nhất mình gửi tiền phóng sanh cũng vậy Có một thủ quỷ Rồi tất cả quý Phật tử một hội 10 người, người năm trăm, người là năm triệu Để đi mua cá phóng sanh phải không? Cho nên cái người mà giữ tiền đi mua cá này Cái người này là cái người rất là quan trọng Đại phúc mà cũng đại quả cái người giữ tiền đi phóng sanh này nè, đi mua đồ phóng sanh này là đại phúc cũng đại họa 5 triệu đi vô chợ mà mua mua hết 490.000 đồng rồi, 4.990.000 đồng rồi, còn có 10.000 đồng bạc thôi. Mà về không thông báo cho hội mà bỏ 10.000 đồng đó trong túi để xài luôn, thì 10.000 đó đã đang uống máu chúng sinh. Thì đó là tiền phóng sanh mà Tiền mua cá mà mà mình không mua Mà mình lấy 10 ngàn đó mình ăn Tức là mình đang ăn thịt sống của chúng sinh Cho nên nó rất là khó Cho nên cái người giữ tiền mà đi mua cá Quý Phật tử ơi không kéo Quý Phật tử sẽ đại hòa Cho nên khó lòng lắm quý Phật tử Đi phóng sanh không có gửi Không có dùm gì hết trơn cho tôi gửi 500 tôi không đi được cho tôi gửi đi quý phật tử ơi mình gửi mình tốn 500 trăm ngàn mà không có một chút phước nào của 500 trăm ngàn đó ban lại cho mình vì phóng sanh là phải tự tâm. Đạo tràng của mình có đọc kinh dược sư không? Sư cô có cho đọc dược sư không? Ờ à, đi phóng sanh 49 thứ loài vật nhớ câu đó không? Có không? 49 thứ loài vật không phải rằng là mình đi tìm 49 con để mà đi phóng sanh. Cái người Phật tử tu ở chùa cao Phật lớn rồi thì phải hiểu cái này cho dù mình ở cái chùa mà gọi là cái gì dùng xa dùng sâu phải không chùa con nhỏ chùa con nghèo phải không nhưng mà hiểu được phóng sanh 49 thứ loài vật là chúng ta đang ở chùa cao phật lớn 49 thứ loài vật con số 49 quan trọng lắm đó cái điều thứ nhất 7 lần 7 49 con số 7 là con số thành tựu hiểu không cái chỗ quý phật tử ngồi này cái không gian của mình đang ngồi là khỏi phải thành tựu được 7 điểm ở trên đầu mình một điểm dưới chân mình một là hai bên trái là ba bên phải là bốn trước mặt là năm sau lưng là sáu và khoảng trống ở chính giữa là bảy phải có đủ bảy điểm đó nó mới hình thành nên cái không gian chánh điện này hiểu không có sáu điểm là thành miếng giấy biết không quý phật tử không có, có khoảng giữa thì nó thành miếng giấy rồi chứ làm sao thành được cái cái đạo tràng cho mình ngồi đúng không chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ hai đó là thành tựu về mặt thời gian cho nên bảy lần bảy bốn mươi chín tức là thành tựu thành tựu đại thành tựu con số 49 là con số thành tựu Hiểu không Đi phóng sanh mà 49 thứ lồ vật Quý Phật tử nên nhớ mùng 1 Tết là dưới Phật nào 19 tháng 2 dưới Phật nào Từ ngày mùng 1 tới ngày 19 tháng 2 49 ngày hiểu không quý Phật tử Tức là mình phóng sanh mà mình thành tựu được 19 tháng 2 từ bi và mùng 1 Tết hỷ sản có nghĩa là đi phóng sanh mà lòng của mình đầy đủ được từ bi hỷ xã hiểu không Một con thôi là đủ rồi Mà trong lòng của mình thành tựu được lòng từ bi và thành tựu được hỷ xã Thành tựu được tứ vô lượng tâm hiểu không Đè đi kiếm 49 con kiếm hỏng hết 48 con còn con kiếm hoài không ra bắt con gắn bỏ vô phóng sanh luôn làm tầm bậy tầm bạ si mê hiểu không quý phật tử đó, ờ, kiếm con rắn rồi cũng mới có bốn tá mà đi kiếm hoài bắt con gít bỏ vô ờ, bắt con ong bỏ vô tùm lum tùm la hết rồi đi thả tùm lum đó người cắn người ta thêm cho nên phải hiểu con 49 thứ loài vật ở đây là khi mình phóng sanh cái loài vật nào lòng của mình cũng phải thành tựu được tứ vô lượng tâm con thả con cá xuống thành tựu được từ vô lượng tâm yêu thương nó vô cùng nhớ nha chứ không phải đã đánh đổi với nó Đạo tràng của mình sai lầm có một điều thả con cá xuống để cầu cho má con hết bệnh, sai. Có sai không? Cầu cho con của con hết bệnh, đi phóng sanh để cầu cho mình hết bệnh là sai rồi quý Phật tử à. Mình thả người ta mà mình đưa ra điều kiện quá nhiều, như vậy thì không phải phóng sanh. Hiểu chưa? Cho nên bây giờ ở cái chùa thiệt là cao Phật thiệt là lớn phóng sanh kiểu đó cũng nhỏ xíu như thường. Còn chùa của mình nhỏ có tháp thiệt đó Nhưng mà phóng sanh phải với cái tâm mênh mông Hiểu không? Cầm một con cá thôi quý Phật tử à Đi ra chợ thấy một con cá Hình như rằng là nó nhìn mình với cặp mắt Nó đang nó đang tha thiết Hình như nó đang nó đang cầu cứu mình đó Quý Phật tử đến mua không cần trả giá Cũng không cần nói với người bán cá Là tôi mua để làm cái gì không cần thiết Lợi đằng này hỏi cá nạn nhiêu Chị tôi mua tôi phóng sanh đó Để cho ta bớt Chứ vậy điều đó không cần thiết đối với người đối với người con của Phật Thấy mà cảm thấy rằng là mình cảm nhận được con cá này Mình thấy tội nghiệp mua Rồi trên đoạn đường đi từ từ cái chợ về tới nhà Mình cứ thì thầm với con cá Hiểu không? Cá ơi hồi đó cá ở trong chùa cá tu chung với tôi đó Cho nên cái nhân duyên này bây giờ cá mới gặp được tôi Chứ nếu mà không không có nhân duyên với tôi Là bây giờ cá nằm trên cái miếng thớ với cây dao rồi Hiểu không? Vì tu chung với tôi nhưng mà chỉ có một phút giây nông nổi thôi Hiểu sai lời Phật dạy Mà mất đi thân người biến thành thân cá Cho nên hôm nay Gặp được tôi rồi Tôi sẽ sám hối dùm cho cá Rồi vuốt trên lưng con cá Và nói rằng cá ơi Từ lâu rồi đó cá tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp Đều bởi vô thủy tham sân si Từ thân miệng ý mà sanh ra Tất cả hôm nay tôi sẽ vì cá Mà thành tâm sám hối Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Thác ba lần Hiểu không? Xong tới bờ sông Quý Phật tử ngồi xuống và vuốt trên lưng con cá Tôi đã vì cá sám hối cho thân tâm của cá được trong sạch rồi Tôi sẽ gieo nhân duyên tam bảo cho cá Cá nhỏ ơi, cá nhỏ quy y Phật đi Cá nhỏ quy y Pháp đi Cá nhỏ quy y Tăng đi Cá nhỏ quy y Phật mãi mãi không còn vào địa ngục nữa Cá nhỏ quy y Pháp mãi mãi không trở về thế giới của xúc của, của, của ngạ quỷ nữa Cá nhỏ quy y Tăng đi Mãi mãi không còn mang thân con cá nữa rồi thả con cá xuống Thì quy mình đi phóng sanh như vậy Mới gọi là gì quý Phật tử Trơn chính phóng sanh Hiểu không Còn hùng tiền với nhau Mua mấy thùng mấy kiệu đó Bỏ lên trên ghe Rồi thông báo bữa đó gầm 8 giờ sáng hẹn nhau ngay bờ sông nào đó Quý Phật tử ơi Chỉ cần mình lên thông báo Mình nói là ở chỗ đó Điểm đó mấy giờ phóng sanh ngay đó Là quý Phật tử đang viết bản cáo phó cho con cá rồi Hiểu không mình chết người ta mới giết bản cáo phó còn đằng này con cá nó còn nằm ở trong mấy cái thùng phi ấy, mà mình giết bản cáo phó cho nó rồi đó mình chỉ cần mình nó 8 giờ sáng ra cái ghe đó để cá trên đó có thỉnh mấy thầy đến tụng nữa nội một cái mà đợi mấy thầy mà tụng xong thời kinh là con cá nó bắt đầu nó nổi bụng lên hết rồi thấy không thả thì thả liền đi Bắt người ta phải ngồi nghe kinh nữa Trèn ơi quý Phật tử ơi Bản thân của mình là con người là Phật tử quy y nè Mà đang đói bụng kêu ngồi nghe kinh nghe nổi không Cái bụng nó kêu rột 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 Mà kêu tụng hoài Sư cô ơi con đói dữ lắm rồi Mà sư cô cứ tụng hoài Chứ không nói đừng nói tưng cá Hiểu không quý Phật tử rồi các bắt đầu từ ở trên đổ xuống ầm à, mà, mà, mà con cá nó yếu xìu mà thằng này đè thằng kia cứ bằng là gớt xuống dưới sông nọ cái là hồi nãy tụng kinh là nó chết hết phần một phần ba rồi đổ xuống cái chết thêm một phần ba nữa rồi mình thông báo cái nó nghe mình thông báo nó hẹn chỗ đó nó có bơi xuồng cái nó cầm cái chĩa có điện đó đổ thùng nào xuống nó chích dít thùng đó đổ thùng con nào xuống nó dít tiện con đó hết thì quý phật tử ơi có phải là mình mình đang giết cáo phó cho chúng sinh không mình giết nó chứ không phải là mình giải phóng cho nó đâu quý Phật tử Cho nên đó mình đi phóng sanh như vậy là sai hoàn toàn luôn Mình tưởng chừng như là việc làm của Phật Mà rõ ràng đó là việc làm của ma Là ma sự không? Tốn tiền, tốn bạc Cuối cùng công đức không có gì hết Rồi chạy vô chùa nói Thầy ơi sao mà con tu hoài mà con khổ hoài Tại vì mình tu trật, mình tu sai thì đương nhiên phải khổ Mình tu mà không có công đức mà Thầy nói ví dụ như chùa Pháp Quang của sư cô đây giống như là một công ty sản xuất ra công đức Còn quý Phật tử mỗi một người là một công nhân để mà làm ra công đức Vô đây tu từ sáng tới chiều có công đức đem về Tu trật không có miếng công đức nào hết Thấy không? Mà chẳng những không có công đức chửi lộn nhau Tiêu thêm mới công đức thiếu nợ lại Rồi tu cuối cùng rồi tu tới chết Không được công đức mà thiếu nợ công đức lại nữa Thì tu vậy cuối cùng rồi chẳng những không đẹp mà còn xấu thêm nữa Chẳng những không hiền mà nó còn hung dữ nữa hiểu không hồi trước đó chưa có ăn chay trường hiền khô à rồi bắt đầu vô trong chùa tu ăn chay trường mà ăn rồi cái bắt đầu coi thường người ta tao ăn chay trường mà ăn chay kỳ tao tu trước mày từ ngày mà sư cô về đây là có mặt tao rồi chứ không có tới mày đâu phải không mày tu sao tao dữ lắm mà mày đừng có làm bộ dạy đời tao này kia kia nọ thì quý phật tử ơi cái khẩu của mình là gì nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức một lời nói ra của mình tổn hết cái đức bình sanh rồi cho nên rồi đó, một ngày tu được 10 công đức Rồi cái chửi người ta, coi thường người ta Thóa mạ người ta, phỉ bán người ta Là mất hết 100 công đức Như vậy là mỗi một lần mình tu Mà cái khẩu nghiệp của mình nó có là thiếu nợ lại Tam bảo chín chục tiền công đức cứ như vậy hoài thiếu nợ hoài Cứ như vậy hoài thiếu nợ hoài Càng tu càng khổ càng tu càng xấu Càng tu càng bệnh càng tu càng hung dữ Hiểu không? Rồi cuối cùng càng tu càng đi xuống địa ngục Không đi lên được nó rồi mặc áo tràng cầm sau chuỗi cái lọ mỏ đi hoài đi hoài ủa sao hồi nãy đi đường nó bự dữ mà nó hơi sáng sáng sau đi càng ngày đường càng nhỏ tới hù vậy ta rồi cũng mặc áo tràng cũng cầm sau chuỗi nguyên một cái chùa vậy đó đi vô chùa pháp quan mà điên hồi cũng thấy cái cổng gì đó Rồi nhìn lên không phải chùa pháp quan mà nó là địa ngục a tỳ ủa sao kỳ vậy tại mình tu bậy đúng quý phật tử mình tu mà mình hiểu sai mình tu mà mình làm sai mình tu mà mình suy nghĩ sai thân khẩu ý của mình hoàn toàn sai hiểu không mình tu trong đây quý Phật tử ơi Ông trời ông lên ngồi trên trời Ông nói với mấy ông thần Ông nói hên quá Hồi lúc ta tạo ra con người Ta luyện xuống trần gian Ta cho nó hai con mắt Hai lỗ tai Hai lỗ mũi Mà hên quá ta cho nó có một cái miệng à Chứ nếu mà ta gắn ngoài sau ốc nó cái miệng nữa Nguyên một làng chữa lộn không lợi nó Hên Phải không Quý Phật tử thấy hên không Con cái miệng đây nè Mà sư cô chịu còn không nổi nữa Bây giờ hai cái miệng sao chịu nổi nó đứng nó chửi lộn nó chấp hai bên luôn Phải không? Ở miệng trước nó chửi phía trước Ở sau ót nó chửi sau ót luôn Sao mà chửi lộn sao nổi đây Cho nên chỉ có một cái miệng của mình thôi Mà nó tiêu tan hết sự nghiệp của mình Cho nên đó, Thân khẩu vẫy Cái thân của mình đó có ba cánh cửa đi vào trong địa ngục Cái ý của mình cũng có ba cửa đi vào địa ngục Còn cái miệng của mình tới bốn cửa đi vào địa ngục Nghe quý Phật tử Bốn cửa đi vào địa ngục lần đó cho nên đó, cái miệng của mình ghê gớm lắm, quý Phật tử ơi cái miệng của mình đó mình làm sao đó, cái miệng của mình đó, miệng ta là cánh hoa sen một khi hé nở là một phen thơm lừng. Hiểu không? Cái miệng của mình nó hình thành nên là chùa cao Phật lớn hay cái miệng của mình nó dù dập làm cho chùa của mình càng ngày càng mất đi và đức Phật của mình càng ngày càng nhỏ và càng đen đi. Chính cái miệng của mình hết. Hiểu không? Ở cái miệng của mình xảy ra nhiều thứ lắm, Ở phía bên đây nè quý Phật tử đạo tràng của mình ăn trai trường đâu giơ tay lên thì coi coi. Ai ăn chay trường Trời ơi đã tu ít rồi mà ăn chay trường cũng ít nữa Rồi đạo tràng ai ăn chay kỳ đâu Rồi còn nhiều là mặn trường hết phải không Quý Phật tử ơi mình cố gắng mình ăn chay trường đi Tại vì cái miệng của mình chia làm hai Một bên là ăn chay Hiểu không Còn một bên là nối chay có nhiều người ăn chay trường mà ăn có phân nữa là ăn chay trường thôi Còn cái miệng mình nói mà chưa có nói trường chay Ăn chay có nghĩa là mình ăn mà trong buổi cơm của mình không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh Tức là ăn mà không có nước mắt chúng sinh đổ xuống Ăn mà có gà không dãy dụa Con cá không có khóc Con cua cũng không có đau đớn Thì gọi là ăn chay Hiểu không? Còn lời nói của mình phải lời nói chay luôn Chứ không phải ăn chay mà nói nói mặn không được Lời nói của mình phải nói chai Có nghĩa là lời nói của mình Chúng sinh không khóc Chúng sinh không đau khổ Chúng sinh không có buồn tuổi Hiểu không Mình nói một câu mà người ta bỏ Người ta không đi chùa Mày vô chùa làm gì Cái thứ của mày nghèo quá Mày vô trong đây mày kiếm cơm ăn Chứ mày tu cái gì Cái miệng đó là cái miệng khổ lắm đó quý Phật tử Bên đây phần bên đây Mình ăn chay Bồ Tát quan Âm đang ngự trị Mà phần bên đây con quỷ nó đang nó đang khống chế cái miệng của mình Cái miệng của mình gia tài như trái tim đẹp lắm Mà nửa trái tim bên đây là Bồ Tát Quan Âm đứng Còn cái nửa trái tim bên kia quỷ nó đứng bên đó Trong đạo tràng mình có ai nửa trái tim Bồ Tát Nửa trái tim quỷ không? Có không? Mô Phật nguyên chùa luôn Phải không? Nguyên chùa luôn đó quý Phật tử à Mình không khéo là mình như thế đó cho nên mình tu ở đây quý Phật tử ơi Đừng có nói rằng là tụng kinh để thành Phật con tụng kinh để con về nước của Phật Con tụng kinh để con uh, Được đẹp niết bàn vậy có Mấy cái chuyện đó đừng có nói Không có đâu Hiểu không? Không có đâu Chưa có học lớp mẫu giáo Nói để con làm giáo sư trường đại học Tầm bảy tầm bá luôn Tối ngày vậy đó không có đi học Mẫu giáo cũng không học Lớp 1 cũng không học Cái gì cũng không học hết Vậy đó mà mở miệng ra Đòi làm thầy giáo Đòi làm cô giáo Làm giáo sư làm được không quý Phật tử Cho nên Cái cõi ta bà của chúng ta đang sống ở đây là Là trường cấp 3 của niệm Phật Trường cấp 3 của niệm Phật Ông hiệu trưởng trường cấp 3 là Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Hai ông thầy giáo là văn thù với phổ hiền Quý Phật tử tốt nghiệp cấp 3 niệm Phật chưa Nếu tốt nghiệp rồi mới đi qua trường đại học Tây Phương Bên đó viện trưởng viện đại học Tây Phương là A Di Đà còn hai cô giáo là quan âm thế chí bên đó Hiểu không Ở bên đây chưa có học xong nữa Bây đồ về bên đó Bây giờ cho nên có nhiều cái người Cái nhóm người ta nói thôi đừng có thèm tu dĩ trơn Tới già đi rồi cái bắt đầu vô trong cái phòng đó Rồi cái bắt đầu giảng sanh Nó nằm ở trong đó Rồi cái niệm Phật cái giảng sanh à nó mới chết cứng ngát cái niệm hồi mười mấy tiếng hồ sau Cái thân thể nó mềm lại Ôi thổ tướng giảng sanh Có bao giờ không có đi học mà đồ thi đại học được không quý Phật tử chưa có vô lớp 1 Chưa có học ngày nào hết đó Còn đợi tới 18 năm sau 19 năm sau vậy đó Tới đủ 18, 19 tuổi rồi làm đơn đi thi đại học Chưa có học trường lớp nào hết Làm đơn thi đại học được không Chưa có niệm Phật một câu Mà cái quần tới già đi Cái vô trong phòng đó, Rồi cái cho đại chúng đứng họ Trợ niệm cái bắt đầu giảng sanh Cái điều thứ nhất Quý Phật tử chưa hiểu được cái từ thoại tướng Hiểu không Chữ thoại là nói Thoại tướng là tướng mình tự nói Hiểu không? Chứ không phải cái tướng cứng và mềm lại gọi là thổi tướng Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu cho nó đúng đắn Cái chữ thổi tướng ở đây là cái tướng nói Tức là mình tu rồi là mình biết trước được ngày giờ Mình nghe được Đức Phật và tâm sự với Đức Phật Và Đức Phật nói con ơi đúng rồi đó Đến giờ phút này công viên quả mãn Ngày mai con lên đường đúng 11 giờ 45 phút Biết rõ ràng không phải là trong giấc ngủ Mà biết rõ ràng như vậy thông báo sư cô ơi ngày mai 11 giờ 45 con về con về với Phật thông báo cho đại chúng 11 giờ 45 đến nhà tôi để tiễn tôi đi rồi về nhà nói với cháu nội cháu ngoại con kiếm lá táo nghe con con kiếm bông cúc về con nấu cho ngoại một cái nồi nước sôi lá táo với bông cúc rồi chế ra cái thao pha nước ấm cho nội rồi nội tắm lấy bộ áo lam mà nội mới mai cho nội mặc rồi lên giường nằm với chiếc áo tràng lam rồi nằm nói chuyện với cháu ngoại cháu nội của mình chỉ cho nó tất cả đường đi nước bước ngoại không có đi chùa pháp quan nữa con ở đợi đây con tiếp tục con đi chùa bạn đạo đến thăm rồi chị ơi chị đến đây là tôi mừng lắm rồi tôi đi trước nghe tôi về bên bển tôi đợi chị thì đó rồi bắt đầu cái nó tôi chết với chân rồi chị à tôi chết ở trên đầu gối rồi chị à tôi chết tới cái bụng rồi rồi bắt đầu nói chị ơi tôi sẽ nở một nụ cười Trước khi tôi, tôi lên đường tôi về Phật Cứ nở một nụ cười trúc hơi thở sau cùng Bên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật Đó là thổi tướng giảng sanh Hiểu không? Bây giờ quý Phật tử thích đi kiểu đó không? Thích sau này mình mình giảng sanh kiểu đó không? Tất cả đạo trà của mình tự nhiên nên nói một câu Mà có cái chết bình thường Cái chết không có gì gung rẩy hết quý Phật tử ơi Thật thiệt luôn Cái chết giống như đứng bên đây xong bên kia xong thôi Hiểu không? Mình đứng ở bên đây bờ sông Bên kia là bờ mình đi về bên đó Bờ này là bờ xanh Bên kia là bờ tử Chỉ có đơn giản như vậy thôi Nhưng mà giống như mình đi ra Mình đăng ký xe vậy thôi Giống như bây giờ thầy nói Mình mua vé xe Mình đăng ký xe trước vậy đó Mình đặt vé trước xe Phương Trang rồi Tôi đặt trước vậy đó Đúng giờ đó Rồi lại rước tôi xe trung chuyển Đưa tôi ra bến Thí dụ vậy phải không thì mình thức dậy đúng giờ mình ngồi Mình chờ xe nó đến rước mình đi Lên xe có số ghế đàng hoàng Ngủ một giấc tới bến xe Thấy không Đó là thổi tướng giảng sanh đó Còn mình đi cái kiểu mà nửa đêm Cái công an lại nó gõ cửa đùng 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 Cái xong cái nó lôi mình nó còng Mình nó đạp mình lên xe bít bụng Nó chở mình đi không biết đi đâu Cũng đi vậy Phải không cũng lên xe vậy Nhưng mà không biết đi đâu Thì cũng như thế mình Mình có niệm Phật Lòng của mình giải thoát mình đi mà lòng của mình biết mình đi về đâu mình đặt vé trước để mình đi còn những người mà sống tối ngày cứ hưởng thụ tối ngày cứ làm ác không biết một quầy đầu hướng thiện không có một phút giây nào nhớ phật cả không giác ngộ cứ làm lũi làm lũi làm lũi làm lũi rồi tới cái chết đến với mình không biết vì sao mình chết rồi cuối cùng rồi lên chiếc xe bích bùng rồi không biết mình đi về đâu gọi là quạnh tử đó quý phật tử chết trong mê mờ chết trong cái hôn trầm chết trong cái mê muội chết mà quý phật tử ơi đọa lạc vô cùng hiểu không địa ngục a tỳ là gì là vô dáng địa ngục trong cái địa ngục là gì địa là dày chắc ngục là giam giữ cho nên địa ngục là một sự giam giữ một sự cố chấp nó giam cầm mình mãi mãi cho nên người con của phật có đừng có bao giờ nói rằng là tôi tu để tôi thành cái này cái kia không tu là gì là tôi đi tìm chiếc chìa khóa cho chính tôi đó là nụ cười thứ nhất vì nụ cười là sản phẩm của yêu thương cho nên tôi tu để tôi tìm lại nụ cười và nụ cười ở đây chính là sản phẩm của yêu thương tôi tu để cho đạo tràng của chúng tôi trở thành đạo tràng của yêu thương vì mỗi một phật tử là một thành viên của yêu thương mỗi một phật tử là một tế bào của yêu thương đức phật là gì là đấng yêu thương còn mỗi một phật tử là gì là tế bào của yêu thương phải không là tế bào của phật phải không Vậy mà Phật tử này chửi Phật tử kia Nói xấu Phật tử nọ Tức là làm cho thân của Phật, thân thể của Phật chảy máu Tại vì mình là tế bào của Phật Hiểu không? Mình là tế bào của Phật Bây giờ bao nhiêu tế bào của Phật Tức là bao nhiêu tế bào của Pháp Quang ở đây rồi mơ mốt quý phật tử tu quý phật tử xích lại gần nhau bắt gặp nhau trong cùng một tầng số yêu thương rồi quý phật tử kết nối yêu thương lại với nhau giống như một chiếc lá trên cành từng hạt diệp lục tố nó siết chặt với nhau siết chặt tay nhau để nó biến chiếc lá thành một màu xanh đặc thù hiểu không thì tất cả chúng ta cũng vậy Mỗi một Phật tử xích lại gần nhau Xích lại gần nhau Xích lại gần nhau Đoàn kết với nhau Để cho tất cả chúng ta Biến cái đạo tràng Pháp quan này Trở thành một màu lam đặc thù của yêu thương Hiểu không? Có bao nhiêu thôi Để chúng ta trở thành một thân thể của đấng yêu thương Và mỗi một Phật tử là tế bào yêu thương Đừng bao giờ giết nhau Phật tử này nói xấu Phật tử kia Tức là tế bào của Phật này giết tế bào của Phật kia Tức là chúng ta mang cái tội làm thân thể của Phật chảy máu đó Hiểu không? Cho nên Thầy mong đạo tràng của chúng ta tu Chúng ta đừng có mong cầu cái gì cả Ăn chay cũng không mong cầu thành Phật Ăn chay không có thành Phật Hiểu không quý Phật tử? Nếu mà ăn chay thành Phật thì con thỏ nó thành Phật trước mình lâu rồi Hiểu không? Con trâu con bò nó thành Phật trước mình lâu rồi Cho nên ăn chay không phải thành Phật Nhưng Muốn thành Phật thì phải ăn chay hiểu không quý phật tử cái nền này nè cái nền này chưa gọi là cái chánh điện cái nền không à không gọi là chánh điện nhưng muốn có chánh điện phải bắt đầu từ cái nền hiểu không cho nên ăn chay là nền tảng để thành phật đó cho nên quý phật tử ơi ăn chay có nghĩa là chúng ta tôn trọng nụ cười của những chúng sanh vô tội hiểu không ăn chay không đánh đổ gì hết đó đừng có nói rằng là con gái con trai tuần cho con thi đậu trật lất rồi sai con gái con trai 3 tháng cho con kiếm được hai chỉ vàng làm rớt không biết chỗ nào trời ơi rồi kiếm lại kiếm được hai chỉ vàng ăn chay hai tháng quý phật tử đừng có đánh đổi cái đó quý phật tử à đừng ăn chay là tôn trọng sự sống của chúng sinh tôn trọng nụ cười của chúng sinh hiểu không cho nên điều thứ hai nữa quý phật tử mình tu ở đây quý phật tử phải thấy chiếc áo tràng lam này chính là người bạn đồng hành của chúng ta thầy xin nhắc lại cho quý phật tử rõ một điều người tu của chúng ta là bắt đầu bước chân vào trong cái liệu pháp trị liệu hiểu không mình dùng phương pháp để trị bệnh của mình và phương pháp đó chính là lục độ ba la mật phương pháp đó chính là gì là bố thí là trì giới là tinh tấn là nhẫn nhục là thiền định là trí tuệ đó quý phật tử người nào mà tu không có cái đó không bao giờ tu được hiểu không người nào tu mà không có bố thí là không tu được bố thí ở đây không phải là xúc gạo cho người ta móc tiền đưa cho người ta mới gọi là bố thí quý phật tử ngồi tu ở đây thầy nói ví dụ hồi nãy cô phật tử nào mà để điện thoại nó reo đó thầy xin nói cho quý phật tử nghe mình tu mà mình yên lặng tức là mình đã bố thí sự trang nghiêm cho đại chúng mà vô tình mình để cái điện thoại mình reo tức là mình ăn trộm sự trang nghiêm của đại chúng rồi cho nên khi mình ngồi mình tu Mình yên lặng Mình giữ gìn Mình giữ gìn một cách trân trọng Tức là mình đang bố thí đạo tràng trang nghiêm cho đại chúng Mình đã có bố thí rồi thấy không Đâu có cần phải xúc gạo lấy tiền ra cho người ta đâu Hiểu không quý Phật tử Cho nên mình ngồi mình tu Mình thấy một bà cụ bước vô mà không có chỗ ngồi Đứng dậy liền Thưa bà bà ngồi ở đây đi con ngồi chỗ khác Đó là bố thí rồi đó quý Phật tử Hiểu không Trong kinh Pháp qua đọc đi một người mà nhường chỗ ngồi cho người ta nghe pháp thôi công đức vô lượng vô biên rồi hiểu không quý phật tử có trì giới chưa quý phật tử ơi ngoài cái giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu quý phật tử ơi mình ngồi ngay thẳng như thế này thì thân của chúng ta đang giữ giới hiểu không mình ngồi mà mình lắc qua mình lắc lại giống như cái cô mấy cô nãy nghe điện thoại reo một người người ta đã trật thôi là người ta để cái điện thoại reo rồi mình quay theo cái người đó hoài tức là thân thể của mình không giữ giới Hiểu không Từ đây về sau rút kinh nghiệm Điện thoại cô ấy reo Bà cứ để điện thoại nó reo từ từ Chuyện đó là chuyện của âm thanh trần tục Còn bây giờ mình đang nghe là âm thanh của Phật Hiểu không quý Phật tử Trái tim của mình đang nghe âm thanh của Phật Còn điện thoại nó là âm thanh trần tục kể nữa Trước khi mình đến nghe Mình tắt đi âm thanh trần tục Để rồi mình vào trong đây Để mình liên lạc với Phật mà thôi còn nếu lỡ có một âm thanh nào nó reo Kể nó nó reo hướng nào nó reo Tâm của mình vẫn y nguyên một chỗ Đó gọi là trì giới Hiểu không quý Phật tử Cho nên trì giới là như vậy Giữ cái thân của mình ngay ngắn Không trao đảo Không có nghiêng ngã gì cả Nó gheo kệ nó mắc mớ gì mình Hiểu không Nó gheo kệ nó Chuyện đó là chuyện của tục lụy Của Trần gian Còn mình đang nghe Pháp Không có xây qua Không có xây lại làm cái gì cả phải không một người trật thôi nguyên một đạo tràng nghe cái nó gheo cái chạy nhìn qua nhìn lại nguyên đạo tràng trật hết thấy không không có trị giới rồi có tinh tấn không tức là tinh tấn có nghĩa là ngồi ngay ngồi ngó thẳng để ngồi nghe tâm không bao giờ để cho trao đảo tâm hồn của mình không nhàm chán không mệt mỏi không buồn ngủ gì hết đó là tinh tấn ba la mật ở trong đây rồi quý phật tử chỉ cần một tiếng đồng hồ trôi qua thôi mình đã thành tựu được lục đổ ba la mật rồi nhẫn ba la mật có chưa có con ngồi hồi nãy tới giờ con lớn tuổi mà con ngồi chút cái là con tê cái chân con nhức cái thắt lưng con quá trời nhưng mà hãy nói thầm với lòng mình rằng lâu lắm rồi tao mới nghe phật nói lâu lắm rồi tao mới nghe được lời dạy của phật lâu lắm rồi tao mới nghe được những bài pháp này kể chuyện nhất là chuyện của mày còn chuyện nghe là chuyện của tao hiểu không mình nói thầm với lòng mình để một lần một lần mình vượt lên trên cái thói quen đau đớn của mình Tất cả chúng ta cứ nuông chiều cái thói quen đau đớn đó Mỗi lần nó nhức cái bắt đầu ở rồi Hiểu không? Mỗi lần nó tươi nó muốn kéo cái chân ra rồi đó Mỗi lần nó đau quá nó tệ Nó nhức lưng qua cái thụ cũng xuống vậy Mới đầu vô ngồi đứa nào đứa nấy giống như bông sen Ngồi thẳng lên cứ bằng con mắt sáng rỡ luôn Miệng nở một nụ cười tư rối giống như bông sen Ngồi 45 phút sau thụng xuống thành bông súng hết Nó đuối đó cái nó thụng 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 từ từ thành bông súng hết có thất bại không? Cho nên không có nhẫn ba la mật Còn thiền định ba la mật là gì? Không ngủ Hồi xưa trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói kinh hơn sáu chục tiểu kiếp Tức là khoảng hơn sáu ngàn năm Nhưng mà đã chúng tưởng chừng như một buổi ăn Tại sao bây giờ mình nghe Pháp mới có sáu chục phút thôi Mà mình buồn ngủ nặng nề như sáu ngàn năm vậy? Phải không quý Phật tử? Cho nên mình chưa có thiền định ba la mật Còn trí tuệ ba la mật là gì? Là vô nhiễm, là vô chấp mình ngồi ở đây dứt khoát ngồi nghe pháp là trong tâm mình chỉ có một chữ pháp mà thôi mình ngồi ở đây không thèm nhớ nhà làm gì một tháng quý phật tử đến đây tu có một ngày thôi phải không được mấy ngày mô phật tháng đến đây tu hai ngày hai mươi tám ngày kia chơi với ma trời ơi một tháng gần phật có hai bữa thôi còn hai mươi tám ngày kia chơi với ma không thì quý phật tử thấy không vô nhiễm đâu vô chấp đâu cho nên bây giờ ngày hôm nay hôm nay một ngày tu an lạc của con bạch đức thế tôn hai mươi mấy ngày kia con đã nắm tay của ma con đi dạo trong rừng của ma rồi con đã sống với ma con hít hơi thở của ma con ăn chén cơm của ma con cười với ma con khóc với ma rồi và con ngủ chung với ma ngày hôm nay con bước chân vào trong đạo tràng này bạch đức thế tôn con chỉ gần có ngày từ sáng cho tới chiều thôi một sự tha thiết như một đứa con xa mẹ bây giờ gần với mẹ vậy để rồi tất cả chúng ta dứt khoát không ô nhiễm Không nhớ nhà Không nhớ tiền Không nhớ gì cả Không nhớ cháu nội Không nhớ cháu ngoại Không nhớ gì hết Thậm chí yêu thương ghét muốn không nhớ luôn Chỉ nhớ Phật mà thôi Hiểu không với Phật tử Thì như vậy mới gọi là trí tuệ ba la mật Là trinh nguyên Cho nên chiếc áo tràng lam của quý Phật tử đó Nó mang cho chúng ta ba cái ba la mật Tức là màu lam nó gồm có một chút trắng Chút xanh và một chút đen trong đó nó hòa lại với nhau thành màu lam một chút trắng là gì là trinh nguyên là vô nhiễm là trí tuệ ba la mật hiểu không màu xanh là gì là sức sống là một chút gì đó tinh tấn ba la mật còn màu đen là gì là đất xịt dầu thơm xuống không cười phun nước miếng xuống đất không giận cho nên đất là gì là sự chịu đựng là nhẫn ba la mật hiểu không cho nên quý phật tử mặc chiếc áo tràng lam vô là người bạn đi chung với mình đã có trí tuệ ba la mật nhẫn nhục ba la mật và tinh tấn ba la mật và nhiệm vụ của mình còn có ba cái nữa thôi bố thí ba la mật trì giới ba la mật và thiền định ba la mật vậy mà tu cũng không nổi nữa hiểu không bố thí ba la mật là gì ngồi yên lặng cúng dường sự trang nghiêm cho đại chúng bố thí ba la mật trì giới ba la mật không ở tới không ở lui không mệt mỏi đó là trì giới ba la mật thiền định ba la mật là gì dứt khoát tỉnh chứ không thèm ngủ phải không mình có ba cái đó thôi Còn áo tràng đã giúp cho mình được ba cái rồi Thành ra khi mình mặc áo tràng vô Chúng ta đã thành tựu được lục độ ba la mật Hiểu không quý Phật tử Mà lục độ ba la mật là gì? Là thức ăn của Bồ Tát Quý Phật tử thích ăn lục độ ba la mật không? Thích tu bố thí không? Thích không? Sao nín thinh vậy trời? con của phật mà hỏi thích ăn đồ ăn phật không mà nín thinh hoài chắc có lẽ là thích ăn đồ ăn của ma không quá mình thích bố thí thích trì giới thích nhẫn nhục thích tinh tấn thích tiền định thích trí tuệ phải thích thích một cách mạnh mẽ thích một cách giác ngộ tự chủ với lòng mình chứ không phải gượng gạo với phật tử thì hỏi thích không cái mặt bơ bơ thấy rồi rồi tu gì kỳ vậy trời Thầy nói cho quý Phật tử nghe Thầy ngồi thầy giảng cho quý Phật tử đó Thầy giảng tới chiều luôn cũng không mệt nữa Mà nhìn xuống thấy nó bơ bơ là bắt đầu nó đuối rồi Thầy ngồi thầy giảng Tức là thầy đang truyền cái điện xuống cho quý Phật tử đi đó Thì ít ra vì quý Phật tử cái mặt nó cũng tinh tấn một chút Con mắt nó cũng tươi tươi một chút Đủ cười nó cũng nở nở trên môi một chút Chàng ơi nhìn xuống thấy cái gì đâu mà nó sụ xuống không Rồi làm sao mất điện nó không có miếng điện nào giảng hết Mới mốt người ta hỏi con thích là Bồ Tát không? Dạ thích Trời ơi con nhỏ này sao mà mày giống Phật quá Ai gì Đà Phật Tại vì con con là con của Phật Con phải giống Phật thôi Hiểu không? Mình con Phật mình giống Phật Ta nói mình là Phật mừng Ta nói trời ơi nhỏ này giống Phật quá Bậy bà bà nói vậy tội chết bà ơi Không lẽ giống quỷ mới chịu Quý Phật tử sai nhiều thứ lắm Quý Phật tử ơi Mình khiêm tốn không đúng chỗ Hiểu không? Người ta nói mình ồ Bồ Tát tới rồi Cười liền đúng Bởi vì mình là con của Bồ Tát Quan Âm Mình phải giống Bồ Tát Quan Âm Mà người ta nói mình giống Bồ Tát nhiều chừng nào Thì mình phải thực hành cái hạnh của Bồ Tát nhiều chừng đó thôi Chứ có gì đâu quý Phật tử Con Phật giống Phật Con Bồ Tát giống Bồ Tát Còn hiện tại bây giờ quý Phật tử ơi Mình là con Phật Mà mình là nô lệ của ma Hiểu không Làm con nuôi của ma nhiều lắm Đạo tràng của mình ngồi đây là con nuôi của ma không Trời ơi con trai là hoàng tử của Thế Tôn Còn con gái là công chúa của Thế Tôn không đó Vậy đó mà đành lòng nào đó Gọi đi làm nô lệ cho ma cho quỷ không Có không có nô lệ cho ma quỷ không quý Phật tử Có Phật nói con ơi con là thái tử của ta Con hãy nhịn nhục đi Bởi vì tất cả chúng ta đều là anh em với nhau hết Con hãy nhịn nó đi Lời Phật dạy Quỷ nó nói không mày đừng có làm vậy Mày là nô lệ của tao Nó chửi mày mày chửi nó liền đi Thì quý Phật tử nghe lời ai Mô Phật con nghe lời quỷ Nó xúi nó chửi con con chửi nó liền Phải không nghe lời quỷ không Nó chửi mình còn giận Tức là mình nghe lời quỷ nhiều hơn Là mình nghe lời cha của mình dạy Hiểu không quý Phật tử Bây giờ tất cả chúng ta đều nghe lời quỷ hết Thầy nói xin lỗi với quý Phật tử Kể cả người xuất gia như thầy Lâu lâu cũng nghe lời quỷ như thường Hiểu không Bây giờ mà còn ngồi ở đây Cao tay lắm là hơn quý Phật tử Là giống như vậy nè Quý Phật tử là người quy Tam Bảo mặc áo tràng lam là bệnh nhân mới nhập viện đó. Đức Phật Dược sư gọi cái thế giới của chúng ta là bệnh xứ, còn chúng sanh ở đây gọi là bệnh chúng. Mà bệnh xứ là gì? Là bệnh viện đó, hiểu không? Cái cõi ta bà mình đang sống là bệnh viện, còn quý Phật tử nào mà quy Tam Bảo gọi là bệnh nhân mới nhập viện, còn đứa nào chưa quy y bệnh mà không chịu vô viện khám, hiểu không? Nguyên nhiêu đây nè, bệnh nhân mới nhập viện hết đó bà vô trong đây rồi một buổi pháp này có nghĩa là gì nói to thuốc dạy cho uống thuốc mà đưa về không bỏ thuốc lại hết không thèm uống miếng nào hết luôn đó nghe pháp cho đã xong đứng dậy đi về rồi tất cả những cái liều thuốc bỏ lại đậu tràng hết Thấy không bệnh nhân quý phật tử mặc áo lam là bệnh nhân mới nhập viện còn sư cô nãy đắp y đắp y vàng vàng với thầy mặc hậu vàng này là cái gì quý phật tử biết không quý phật tử là bệnh nhân mới nhập viện còn các thầy là cái gì sai bệnh nhân lâu năm bác sĩ ở cõi này chỉ có bổn sư thích ca mâu ni hiểu không đức phật bổn sư thích ca mâu ni là bác sĩ hai cô y tá là quan âm thế chí thôi quý phật tử mặc áo lam bệnh nhân mới nhập viện bệnh ít còn như thầy với quý sư cô bệnh nhân lâu năm bệnh không cho về luôn bệnh nhập ở tại bỏ trong chùa ở trong trong bệnh viện nằm ở trong đây luôn trị liên tục luôn bệnh nặng mới ở trong đây chứ bệnh nhẹ cho về rồi thì quý phật tử một tháng quý phật tử vô đây có hai lần tái khám thôi phải không bệnh nhẹ còn sư cô suốt ngày trong đây luôn bệnh nặng cho nên bệnh lâu năm thấy không cho nên quý thầy xuất gia, quý sư cô xuất gia là bệnh nhân lâu năm Nhưng mà nhờ bệnh lâu năm cho nên rồi nó có kinh nghiệm uống thuốc thôi chứ không có gì hết Rồi hôm nay sư cô mới mời thầy đến đây Cũng không phải là bác sĩ, bác siết gì hết Mà mời một ông bệnh nhân lâu năm đến đây có cái, cái kinh nghiệm uống thuốc Chỉ cho quý Phật tử cái cách uống thuốc thôi Hiểu không? Chỉ cái cách cho uống thuốc thôi Hồi đó tới giờ thầy ở trong đây, vô ở trong đây Rồi trị bệnh liên tục, liên tục, liên tục Uống cái thuốc nào hết bệnh, uống cái thuốc lục độ ba la mật hết bệnh nó vì lòng tham quá cho nên uống cái viên thuốc bố thí vô cho nên bây giờ hết tham rồi nó vì phong tu vì buông lung phóng túng này kia kia nọ không có nhất tâm rồi đi hưởng thụ rồi chạy đầu này chạy đầu kia tâm hướng ngoại không cho nên uống cái liều thuốc trì giới cho nên bây giờ không có buồn ngủ nhiều phải không đó rồi hồi đó ai đụng tới là chửi ai đụng tới là chửi chửi kêu bằng là chửi như tát nước vô mặt người ta vậy đó hiểu không tát nước xong rồi xin lỗi quý Phật tử rơi mình cầm cái nước và tạt vô mặt người ta xong có xin lỗi nghe chị, người ta chịu không? cái điều quan trọng cái xin lỗi chân chính nhất là từng có chửi người ta là lời xin lỗi chân chính nhất hiểu không? đó nhờ nhờ vậy đó bây giờ cho uống liều, liều thuốc nhẫn nhục ba la mật bây giờ hết có chửi ai rồi hiểu không quý Phật tử? cho nên có cái kinh nghiệm uống thuốc hôm nay chỉ lại cho quý Phật tử để tất cả chúng ta có những cái kinh nghiệm để chúng ta uống thuốc và chúng ta trở thành một con người hết bệnh người hoàn hảo là gì hết bệnh cho nên quý Phật tử thấy đông phương thế giới dược sư lưu ly quang dương Phật phải không? Đông phương là gì? Là ngày mới, là bình minh, là một ngày mới. Mà ngày mới có nghĩa là gì? Là bắt đầu là khởi động. Mà khởi động cái gì đây? Đông phương đi vô trong bệnh viện. Hiểu không? Đông phương thế giới dược sư lưu ly quang dương Phật là một người bắt đầu hiểu và giác ngộ, khởi động vào viện khám đi. Hiểu không quý Phật tử? Còn Tây Phương là gì? Là hoàn tất, là xong xuôi, là hết bệnh Cho nên Đông Phương là nhập viện Tây Phương là xuất viện Hiểu không? Mà xuất viện có nghĩa là hết bệnh Mà hết bệnh mới là giảng sanh được chứ Chứ không phải Tây Phương là ngó về phía Tây mà niệm Phật Không phải Tây Phương là cứ nhìn về mặt trời lặn Của cái cầu nguyện hoài Là có Phật A-di-đạo thọt cái tay xuống đây kéo mình lên không phải không có chuyện đó mà tây phương cực lạc có nghĩa là hoàn tất hết tất cả giải quyết hết tất cả sự cực khổ bên đây hết rồi hết cái chuyện cực khổ rồi mới mới rồi gọi là cực lạc giống như bây giờ thầy nói sáng sớm bắt nông dân dẫn trâu đi ra ruộng chiều cày ruộng xong rồi là hoàn tất rồi mới đánh trâu về đúng hơn về tới nhà chỉ có ăn cơm rồi ngủ mới gọi là tây chứ tây là hoàn tất là xong xuôi công việc Tây phương cực lạc là gì hết rồi Không còn tham nữa Không còn một chút tham nào hết Bố thí và không tham nữa Cho nên thành tựu được A-di-đà vô lượng công đức Không tham bố thí A-di-đà vô lượng công đức Không còn sân hận nữa Không còn giết chóc nữa Cho nên thành được A-di-đà vô lượng thọ Không còn si mê đen tối nữa Cho nên sáng suốt trí tuệ Cho nên A-di-đà vô lượng quang Hiểu không quý Phật tử Hiểu chưa Tức là muốn chứng được A-di-đà vô lượng thọ Thì phải giảng sanh sân niệm của mình Muốn chứng được A-di-đà vô lượng công đức Phải giảng sanh được tham niệm của mình Muốn chứng được A-di-đà vô lượng quang Phải giảng sanh được si niệm của mình Vậy thì quý Phật tử ơi Tham sân si nó giảng sanh rồi Thì thành tựu được A-di-đà vô lượng thọ Vô lượng quang và vô lượng công đức Hiểu không? Đó, thì hoàn tất đó là như vậy đó quý phật tử tu là như vậy chứ không phải là đó là chùa cao phật lớn đó, chứ không phải chùa cao phật lớn là cái chùa năm bảy tầng đâu mình ngồi ở đây mà mình biết tu là mình đang ở trong cái chỗ chùa cao phật lớn cho nên cuối cùng rồi thì nhắc lại quý phật tử từ đây trở về sau không có dùng xa và dùng sâu không có nghèo và giàu Quý Phật tử hiểu không Người tu của Phật không lấy tiền để mà cân đo tính điếm Mà người tu của mình chỉ lấy đạo đức Lòng yêu thương và từ bi của mình Để tính điếm mà thôi Cho nên hãy dùng tình thương Hãy dùng yêu thương đi quý Phật tử Mà sản phẩm của yêu thương chính là nụ cười Mà nụ cười chính là chiếc chìa khóa Để cho chúng ta xích lại gần nhau nhiều hơn nữa Hiểu không quý Phật tử Để đừng bao giờ châu mài với nhau Đừng sụ với nhau, đừng bẩm môi với nhau nữa quý Phật tử ơi Đừng liếc, đừng hấy, đừng trợn trừng với nhau nữa Ông trời cho mình con mắt để mình có một ánh nhìn yêu thương, hiểu không? Để chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bắt gặp nhau trong cùng một tần số sống hết. Cho nên bây giờ đó, thầy nói một lần để cho quý Phật tử được hiểu, con đường đi về Phật không phải là một con đường nó nó tính bằng cây số, không phải cũng không tròn vuông ngắn dài, mà con đường đi về Phật là con đường của trái tim, là con đường của sự yêu thương. Ai còn yêu thương là con đường về Phật nó còn, ai đánh mất yêu thương là lạc bước qua thế giới của ma. Hiểu không? con đường đi về phật là một con đường phải đi ngang cái bùng binh muôn ngàn lối rẻ bùng binh đó là bùng binh của quỷ mà con đường đi về phật nào cũng phải đi qua con đường của bùng binh muôn ngàn lối rẻ đó hết bởi vì con đường đi về phật là một con đường xuyên phiền não hiểu không quý phật tử người nào không dám xuyên phiền não không đi qua thế giới của phật hết cho nên Thầy cầu chúc cho Sư Cô trụ trì ở đây Mãi mãi Sư Cô đều có nụ cười Chính cái nụ cười này chính là năng lượng sống Để mà Sư Cô có thể che chở bảo bọc và gia hộ Cho toàn thể đạo tràng của chúng ta Và Thầy cũng cầu nguyện cho đạo tràng của mình Đôi mắt luôn biết cười Nụ cười luôn biết nói Lời nói luôn biết thương Tình thương luôn biết đạo Và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau Thần ái kính chào toàn thể đạo tràng